Rồi chào các bạn nha. Tối mình đi cắm câu, tối mình bắt được rắn rau nữa các bạn. Sáng nay mình sẽ review cái món ăn đấy con rắn rau này nha. Các bạn thấy rắn này có hai rau phía trước các bạn. Nhưng chắc chắn những người miền Tây của mình thì biết con rắn rau này nha. Nhưng mà những bạn ở các cái vùng khác chứ không biết con rắn này các bạn. Cái da của nó nhám xì vậy. Cái da nó rắn này thì mình bắt nó bình thường các bạn, này mình cắm câu tối nè, cắm câu tối mình bắt được nó, về về mình sẽ làm món ăn các bạn. Tối mình có quay cái cảnh mà mình bắt rắn rau á, bắt được rắn rau các bạn. Con này ở cái vùng miền Tây của mình gọi rắn này là rắn rau nè, rắn này nó không có độc nha các bạn, rắn này bắt bình thường không có độc. Cầm nữa các bạn. Nhát tay các bạn ơi. Rồi giờ mình bắt bỏ túi bạn. Thôi vậy chứ cũng nhát tay các bạn. Bắt rồng. Con này là nó thật ra nó không có độc nữa bạn, không có gì phải sợ hết. Mình bắt mình bỏ túi rồi bạn, bắt nhẹ nhàng nó thì không sao hết đó. Nói chung bắt rắn cũng ớt bạn. Kệ có hay không, con này là này coi như cũng có thu hoạch nha. Này cũng rắn rau các bạn, đây đó. Rắn này thì thịt ăn ngon lắm nha. Có nhiều bạn chưa biết con rắn này là rắn rau. Con rắn này thì cái thịt của ăn nó ăn ngon lắm, nó không có độc. Chung rắn nào sống nước là không có độc bạn. Rồi, mình thăm được nãy giờ được con cá con rắn bạn. Thăm tiếp rồi. Rồi. Đây là rắn rau buổi tối nè. Giờ tiến hành mình mần nữa bạn, cái đầu nó sẽ có hai cái râu nè. Bạn thấy mình bắt mình cầm nó bình thường bạn. Mình đừng làm mạnh nó, ăn rắn này là kêu người dân ở miền Tây kêu là rắn rau. Rắn này khi mà nó cắn mình nó sẽ gây nên cảm giác buồn ngủ các bạn. Đó, bạn nào mà chưa có quen không biết gì loại này thì nên bắt nha. Còn hiện giờ mình cái mình sẽ hầm đu đủ nữa bạn. Đã không? Tối đi ăn câu bắt được con này to nha bạn. Cái chiều dài của nó nè. Nó dài còn ba gang tay mà nó trên cái lưng của nó sẽ có mấy cái sọc nè, bạn thấy không, sọc nè. Đó, trên cái lưng của nó sẽ có hai ba cái sọc, cái bụng của nó nè, bụng của nó thì quá trời sọc luôn nè, càng gần nữa thấy không. Đó. Nhưng mình quen rồi mình biết được cái loại rắn này là gì, mình bắt nó mình cầm được nè. Còn các bạn mà nào mà lạ thì đừng nên bắt nhau, nó cắn rắn này cắn buồn ngủ các bạn. Rồi giờ mình sẽ làm cái công tác là mình sẽ làm rắn này xong đó mình hầm đu đủ nha. Rắn này ăn thịt của nó rất là ngon các bạn, bạn nào chưa biết chuyện rắn này thì nói chung là mình không dám bắt đâu. Rồi, rất là dài nha. Rồi. Rắn này chung họ với rắn bông súng thì so với các loại rắn khác như là nó mùa súng, nó mùa lịch, rắn nước, rắn hổ hành rồi, thì cái con rắn này là cái thịt của nó là ngon nhất nha, thịt nó trong bóng, ngon hơn mấy cái loại rắn khác. Tất nhiên mình không so sánh được với cái loại như là rắn hổ đất, hổ gì rồi, nhưng mà con này là trong số cái loại sống dưới nước thì nói chung con này không có độc bạn. Con nào sống dưới nước là không có độc nha. Tối thì chấm câu thì mình bắt được con này. Giờ mình sẽ mần á. Rồi xem cái món ăn mình làm ngày hôm nay như thế nào các bạn, lâu quá không làm món ăn rồi, hôm nay mình đi săn bắt không đi câu rồi cái này chung là lần đầu tiên bắt thì cũng nhát tay mà này. Cái da của nó nhím xì à, da của cái này nhím xì à. Cắn mình chạy tay nhỏ sao ta, con này bạn nào mà không quen để nó cắn cái là nó gây cảm giác buồn ngủ. Rồi này thành quả là tối đi sang đêm các bạn. Giờ mình sẽ chế cái món ăn nha. Rồi bỏ nó xuống đây đi.
Con này kêu bằng rắn rau nha, số dùng kêu bằng rắn rồng, nhưng mà miền Tây của mình kêu bằng rắn rau. Đu đủ mà nguyên liệu gồm kết là thịt trắng mặn nè bạn, trắng rau nãy mặn nè, đu đủ mà sả rồi ớt, đơn giản vậy thôi. Nhìn ớt nè, mình bỏ đây xíu muối, muối mà tiếp theo bỏ xíu bột nêm, xíu mắm nữa, xíu hết rồi. Sả mình cút vô mới thơm mà. Để xíu thấm rồi mình bắt đầu mình chế biến mà. Món này món rắn rau hành đu đủ rồi. Chờ đợi 5 phút rồi sau nó thấm mình sẽ tiến hành mình chế biến nha bạn. Nãy giờ ướp cũng được 5 phút, giờ chế biến để cho nó khô lên. Mình thử xả ớt với dầu ăn rồi, cho nó săn gắn cho nó không có tanh. Có mùi thơm nữa bạn, có mùi thơm nữa, quá thơm. Chế nước vô mà nấu nãy giờ được 5 phút sôi, bỏ đổ vô, đổ nữa, bỏ đổ vô nha. Có mấy con sả này cho thơm, sả các khúc nha, nó thơm này.
Sắp chín rồi bạn, hầm nãy giờ được 5 phút, sắp chín rồi đó. Ok bạn, nãy giờ coi như mình đã chế biến xong cái món là rán rau hầm đu đủ nha bạn. Đây, nhìn hấp dẫn chưa, món này mà có xì rượu nữa là thôi hết bài rồi. Rán này nó rất là ngon nha bạn, có nhiều bạn sợ nó là cái loại rán này ăn chết ăn không được nha, thịt cực kỳ ngon luôn. Rồi mời các bạn dùng với mình nha, món này quá đã bạn, này có mà xì rượu nữa là quá đã. Rồi, giờ mình ăn cục rắn đầu tiên các bạn. Thịt rất là ngọt mà. Thịt nó ngọt mà nó thơm. So với rắn bông súng bù lạch thì thịt rắn này ngon cực kỳ luôn nha. Này có xì rượu nữa. Quá đã mà. Thịt nó dai, nó ngọt mà nó thơm. Rắn này là miền Tây mình gọi là rắn rau bạn, các vùng khác chứ không có loại rắn này đâu. Rắn này thì mùa nước nổi về nó mới có bạn. Này khoảng chừng tuần nữa mùa nước nổi về là đi soi sang đêm là cái loại rắn này theo về kênh dọc kênh á nhiều lắm. Quá đã bạn ơi. Còn nữa nè. Quá đã, tính ăn cụ ăn tiếp còn nữa bạn. Rồi mời bạn nha, rồi hẹn gặp lại bạn trong cái clip tiếp theo các bạn. Bữa nay là mình vừa thực hiện, mình vừa đi săn xong về mình chế biến món ăn luôn bạn ơi. Cán hành đủ đủ quá đã. Thôi chào tạm biệt các bạn. Các bạn thấy hay cho mình một cái đăng ký nha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.